Bây giờ không cần chìa khóa mà đạp máy nổ luôn các bạn nha. Không cần chìa khóa ha. Đây không được, tại vì có một bí quyết khác để mở máy chạy được các bạn nha. Rồi, ok. Để máy chạy các bạn ha. Hôm trước mình giới thiệu video là tắt máy thì các bạn có thể chỉnh cái anti nè. Đây anti đây. Anti đây ha. Đấy, chúng ta chỉnh ốc mất công mà chỉnh thì nó không có điều ra nữa, hoặc là ta rút buri ra thì có thể tắt máy. Đối với trường hợp mà không thể sử dụng được chìa khóa thì chúng ta có hai cách đó, một là khóa van xăng, hai là khóa cái gan ti nè, khóa gan van xăng lại ha. Nãy mình khóa rồi, giờ mình mở lại rồi nè, cái van xăng các bạn ha, van xăng như thế này là chúng ta bật ha. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta làm sao để mà không cần chìa khóa xe để mà chúng ta có thể chạy được xe. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta tháo con ốc, mình đã tháo trước rồi, sợ mất thời gian các bạn đợi á. Rồi, xe này là chiếc xe độ của mình ha, xe độ á bạn ơi, xe độ á. Đây bây giờ mình sẽ gắn vào cái hồi nãy cái ông anh ông tháo ra lâu quá rồi, giờ mình mò lại đây, chắc là phải trong cái dây này các bạn ha, dây này nè, đây đó, đây trong đây, gắn vào khớp cái này, nhưng mà cái này chắc mình nghĩ nó nằm bên này, cái dây này ha, chắc mình nghĩ nó cho vào đây nè. Cho bao đầu vào đây và ấn cái nắp này lại ha. Rồi mình dừng cái xíu mà con tay làm không được gì hết á. Rồi mình sẽ đẩy cái nắp trước đi ha, rồi cho quay tiếp cho các bạn xem ha. Chỉ cần đẩy nắp vô là thôi, gắn dây này vô các bạn nha. Đây mình gắn hờ các bạn ha, ấn cho nó khớp vô bấm vô thôi các bạn nha, dễ mà đúng không đó, dễ mà đó, ấn cho sát sát vô là ok đó. Mình dùng con ngón tay thôi đó. Đó, khi mà chúng ta thấy cái nắp này nè, nó đi qua cái khớp á, ok là nó không có bị tuột khớp ở đây nè. Đây, không bị tuột khớp này là ok ha. Rồi thì vậy, chúng ta xem nó nè, cái dây đó nè các bạn, dây điện nó từ cái ổ khóa đi qua nè ha, là đó là cái dây mà của ổ khóa mà trước nè đó, đây dây ổ khóa đây ha, đây ổ khóa là dây điện của ổ khóa ha. Tháo cái nắp này ra, tháo cái nắp của dây điện ổ khóa ra là chúng ta chạy vô tư. Rồi bây giờ mình thử mình đạp mà không có chìa khóa là được không các bạn nha. Nên nãy là đạp được đó, mình nghĩ giờ là chắc không được đâu. Bây giờ đè không được nè, là bình thường đi. Nè, đạp nè. Ok, đạp không được các bạn nha. Bây giờ phải mở thôi. Mở chìa khóa thôi. Đây, mở chìa khóa, có đèn các bạn ha. Đấy, giờ có đèn là ok, là vô điện rồi đó. Đó, rồi ngon lành, đây được. Rồi, vậy đó các bạn nha. Đẩy ga hơi yếu thôi. Rồi, giờ làm lại nè. Rút ra nè. Rồi, rút ra ha. Rồi, rút.